Tấm sáu này nó sẽ là mạch mạch bo tròn, mạch lồi bo tròn nha. Bọc vàng là 18k. Đây là cái nấm phần chỉnh đó các bác, nấm chỉnh đây. Nấm chỉnh. Có logo Omega. Càng gãy, ôm tay rất là đẹp. Con này em cho các bác giá đầu năm được lì xì là còn lại 15.500. Mạch vàng Omega bát quái thiên vang. Đây, các bác nào muốn sở hữu những con hàng thị sĩ mà hàng cao cấp đến từ Omega thì liên hệ cho em nha. Đây là hai con, mỗi thứ em có mỗi con về trong đầu năm. Các bác nào chốt thì alo cho em. Con này size 39, con này size 36 nha. Phù hợp hết tất cả những người Việt Nam chúng ta. Các bác thích hầm hố thì mình lấy con bát quái. Con này dòng này thì nó đời 7, đời 9 mấy thì nó sẽ đế là khác. Còn đế thiên vang là 86 nè các bác. Đời này là cái kính, nó là kính bo tròn nha. Kính lồi bo tròn, logo ở giữa. Nó một có một cái logo Omega ở giữa này các bác. Nhìn kỹ mới thấy chứ qua ống kính có không thấy đâu. Còn con này là dành cho các bác sưu tầm. Giá siêu tốt rồi nha, này các bác không cần bàn về giá luôn nha. Smarter. Nhìn cái phần bọc vàng là các bác thấy được cái chất máy này. Đấy. Nó còn mới ken luôn, nó không có sức dâm nha các bác. Hàng nước ngoài đặc biệt về là nó như thế, tuyển về mua là phải mua những con như thế về hùa các bác. Còn đây là con bắt quái càng gãy này. Đấy, sáng nay em về được hai con thị sĩ Omega, bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Con này 15 năm, còn con này 18 nha. Đấy, qua hai xuống thợ trơn, bác nào muốn nhu cầu sản phẩm nào thì liên hệ cho em nha. Senko mua tại hãng là 15.500.000, hiện tại là con này hãng đang bán là 15.000 mấy chục ngàn á. Đấy, có thấy không? Rồi là giờ nó thành là hàng siêu lướt rồi nha. Nó tiết kiệm hơn 7 triệu, em để các bác là chờ Tết luôn là 8.200.000. Đấy, mình tiết kiệm cả 7 triệu nha. Đây các bác, hãng đang bán là 15 triệu mấy đó. Đấy, đây này, nó này. BCG 15.075.000. Còn bản mà dây thép thì nó rỉ hơn. Bản dây da nó mới đẹp. Bác nào chốt thì alo nha. Con này size là 41 nha, phù hợp tất cả dòng tay lớn nhỏ tại Việt Nam chúng ta, từ trẻ cho đến người các bác lớn tuổi. Thiết kế của Senko thì rất là sang rồi. Đây nấm chỉnh cho, nấm chỉnh. Logo chữ S của hãng. Này khóa, khóa lại của nó này các bác. Mình sẽ tháo ra để các bác cùng xem nha. Đây là cái lẫy này các bác, lẫy khóa. Máy là máy trần, các bác có thể dùng được cái bộ cơ bên trong nè. Thấy từ chữ nghĩa không, cực kỳ sắc nét. Tiết kiệm là hơn 7 triệu nha, tiết kiệm khoảng 7 triệu các bác vào sở hữu con này. Đẹp trên 95% nha. Bác nào chốt con này thì alo cho em nha. Đây là những cái con em sưu tầm. Em đã giới thiệu video trước rồi. Đây là con Bolova này. Con này thì đắt đắt hơn nhiều quá. Con này ship bằng Nhật về nha. Bolova, nuôi đồng của đá, mạch xanh. Như mới luôn nha các bác. 99,99% luôn nha. Siêu lướt. Bolova là một rất là nổi tiếng nha các bác. Bolova là bị kêu là nồi đồng của đá đấy. Còn size 42 nha. Maker. Cực đẹp nha các bác. Con này giá 10.500.000 nha. Con này chỉ có ship Nhật, thị trường Việt Nam mình không có đâu các bác.
Ngoài lúc nào đồng hồ thị trường Việt Nam mình có đâu. Vậy máy lên nét các bác nhìn mình logo bên trong này. Đây, các bạn thấy à? Mạch xanh cực kỳ đẹp luôn. Con này đẹp là 98,9% luôn nha. Con này size 42, còn con Senko là size 41. Con này là 10 triệu rưỡi, còn con này em để các bác 8 triệu 300 nha. Tiết kiệm khoảng 7 triệu. Đấy. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì alo cho qua hai số điện thoại trên nha: 0978 338 14 hay là 0965 37027. Đây là hai con T-shirt Long Jin Omega Mider. Mider thì sấy. Mider là size 38 nha. Mider em còn một con trắng này. Con trắng như một con vàng. Mider. Con vàng này các bác. Mider là giá 15 triệu 500 nha các bác. Thì sĩ nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.